ជាសង្គមជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមានជំនឿថាការជួបជុំគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅកម្ពុជានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមក្នុងតំបន់ការមានជំនឿយ៉ាងដូច្នេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40នៅខែសិង្ហាឆ្នាំ2022 ខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាជួបជុំគ្នានៅទីនេះនឹងថ្ងៃនេះក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវការយល់ឃើញការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមក្នុងតំបន់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាខណៈដែលយើងកំពុងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងផ្លែផ្កាពីការខិតខំរបស់យើងលើវិថីឆ្ពោះទៅកាន់កំណើនប្រកបដោយចីរភាពនេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដោយស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងទូទាំងពិភពលោកនៅមានភាព
đại nâng trời đại trời nâng bài rực bọt hãy có xong sớp tên nâng sập hiệp ca bạch cho bọt chấm xong lược lâu thả thuế thuất tên miên bạch nhà hạ bạch chôm đom hệ bì dưỡng tổng áo kia bàn riêp châm nơi cách bạch chôm thả rằn rây ca bọt tê xã cung sẵn cung và bạch thoa diên xét cách ca bạch chiết nàng rắn tay xem xem nếu bê của lòng bóng chỉ mũi nâng lát tập hòa của chị tì cọp chặt tưởng nế bằng hai tí xa mà kì phiếp tật căn bảo hữu kì kì dùng phiếp chắc tung không tùm nạ tùm nông ca tốt được bỏ chương nàng ca bạch nha chất ra bỏ chương đảm bây sẵn được phiếp sở thê được phiếp nàng phát cùng đất mà nốt phát cùng đất mà nốt thoa xâm rạp và chỉ chuẩn cục này chúng chưa chạy thả mà đây sẽ hạ bản bản ca nâng ca chú rùm đau sẽ thắp bản à đã bằng hành chạy sẽ đánh cả lòng bọc nếu tại ai bật to chỉ át tiếp thiết nóng cách phía phía xa rồi bỏ dư nóng để dạng về buôn ngày khám mục này tấn tâm nâng nít bà thiên là diễn bắt đầu vến xong đại để cho hồn sáng có sớm lực lang tha với tự bất miên bánh hạ bà chôm đồng mà hệ mỹ dương tầng ọc nít bà rịp chấm nơi kịch bà chôm thân nạ ở rộn mừng trầy ca bà rơi giá hạ cùng dừng cùng bà bà thỏa diễn sẽ tự kịch ca bị chiến nâng rộn mừng trầy xanh tiết nếp cần lòng mốc chìm mùi nâng lật tập hóa của chiếc tí quạp chật trong châm nội nít bà mốc này rịch rõ thà bị bà Campuchia bàn bình chạy thà tiền nít bằng hai phí xa mà kịp phíp tất cản về hộ phí kỳ này dũng phíp chá tùng khăn nông tầm nệ tầm nông cà tù rò bò dương nâng cà bà đại nhà chất rò bò dương đảm bày xong tìp phíp sẽ thay rập phíp nâng phát nốt cầm nợt mà nữ dự thó xâm rạp bà chí chôn cực kỳ khiếm chư chạy thà xmà ở đây giả bà tà bạch ca nâng cà chú rùm đôi sẽ thà bà ná đại bằng hai chạy sẽ đánh cân lòng mốc nơi tại ai bần tò chỉ át tìp phíp khăn nông kích bì phía xa rò bò dương khăn nông rời dạ bê bốn tháng ngày khăn mục này
Nhi chỉ cả lực lăng bình thái ở bộ xâm đại địa châu hồn sản. Bình thái bình ní xâm đại địa châu có ba này đăng thá đòi chi năm phí bọn một phí bí. Nâng bánh chóc khăn ông bê chạp chạp này kích bảo chung cầm bụ ả diên lực tì xài sập nâng xài xâm mùi nâng kích bảo chung cầm bụ ả diên bẹp bọn chi mùi đầy cú. Nâng bắt đầu nợ đầm nợ xài đầm bây xâm rạch nợ dầm mật tập hoa nâng ả tiệp hiệp cần lưu xâm rạp chi năm phí bọn một phí bí. Rõ bỏ ả diên nâng sạp chóp chi mùi nâng tự đào giả hạ bắt tập bạch ca nịa bê ả nạ cụt. Khăn ông kích bảo chung tiếng ní dưỡng nâng ả nụ mắt nâng cót xâm con nợ bình chi ai cả xa xâm mật tập hoa đầu vên chùm nôn bỏ 20 rồi ai cả sáng. Đầm bây chi mẹ có tế xâm rạp sẽ cầm ập hiệp nâng giả bắt tập bạch ca rõ bỏ dưỡng nịch nằm to từng mục.